Xin chào cả nhà. Giờ mình sẽ review cái bếp ga mini xài vô cái bình này. Đó. Và bây giờ mình sẽ khui cái bếp này ra ha. Bếp này là một cái thương hiệu là Lisala. Rất là gọn các bạn, đựng vô một cái hộp thế này. Giờ mình khui ra thử xem sao. Có một cái đầu chuyển đổi. Bếp tí tẹo thôi. Coi họ quấn thế nào. Rồi đây, cũng tròn chút kia đây thôi. Rồi mình gỡ ra. Cái dây dài bật cái chân xuống, bật cái chân ra. Để là mình nấu được rồi. Cái này là họ xài cái ga lớn. Mình bây giờ mình xài cái chuyển đổi cái này coi. Đây. Cái này là cái chuyển đổi. Và bây giờ mình sẽ thử xem sao. Trước khi ấy là mình lấy cái khăn chia lại đi. Mình cái bình ga này ra. Mình vẫn đang chiều đây. Nó xì ra. Để nó nằm đây. Cháy rồi các bạn. Rất là mạnh. Cái này là cái van điều. Rồi tắt. Đây là cái van. Đây là cái van. Rồi
Thế là mình điều khiển cái này là cái van. Giờ mình thử lại cái này coi. Đó. Cháy phùng 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 phùng. Mình tắt. Mở lớn nhỏ này. Rồi. Thôi tắt. Ồ, rồi. Ồ, thành công, thành công. Du lịch được rồi. Và bây giờ như theo mình đóng mình gỡ ra. Cẩn thận. Rồi, xong xuôi, thế thôi. Ngồi nghèo. À, có cái bộ chuyển đổi này, hay quá. Nóng nè, nóng, cẩn thận, nóng. Thôi giờ mình sẽ dẹp cái này qua bên. Xin chào các bạn. Mình là Thiện Viên.